Từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9, Hà Nội đã kết thúc lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Nhiều quy định đã được nới lỏng giúp cho việc di chuyển của người dân được dễ dàng hơn. Trong ngày đầu nới lỏng này, lưu lượng phương tiện trên các tuyến phố của Hà Nội tăng đột biến, nhiều nơi cũng đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, rất nhiều phương tiện đã phải leo lên vỉa hè để di chuyển. Từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9, quy định kiểm tra giấy đi đường cũng đã được loại bỏ. Số lượng người đi làm tại các cơ quan công sở đã được tăng lên 50%, vì vậy lưu lượng giao thông cũng tăng trở lại sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Sau 4 đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, thành phố Hà Nội hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, để giữ được thành quả đó, đòi hỏi mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh tâm lý xả hơi, lơ là.